do ảnh hưởng của enino từ đầu năm đến nay lượng mưa ở nhiều vùng trên cả nước bị thiếu hụt nên nhiệt độ cao nắng nóng kéo dài hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn đã xảy ra ở một số địa phương vùng đồng bằng sông cửu long và miền trung tây nguyên để hạn chế thiệt hại đối với sản xuất gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương phải chủ động, linh hoạt tích trữ nước ngọt, sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả, triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp, hiệu quả, giảm thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn. Theo dõi dự báo sớm về tình hình thời tiết, hạn hán, xâm nhập mặn, đặc biệt không để người dân thiếu nước sinh hoạt.